Vào lúc này tại Trung Quốc, bệnh cúm do nhiễm virus H7N9 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày hôm nay có thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm H7N9 ở nước này lên 47 ca. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện ca nhiễm cúm AH7N9 đầu tiên. Bệnh nhân là một em bé 7 tuổi có cha mẹ làm nghề buôn bán gia cầm. Em nhập viện ngày 11 tháng 4 với các triệu chứng ho, sốt cao, nhức đầu. Sau khi được chuẩn đoán và điều trị tích cực bằng thuốc Tamiflu, bệnh nhân đã giảm ho, bớt khó thở, không còn rát ở phổi và thân nhiệt giảm từ 40,2 độ C xuống dưới 37 độ C. Tình trạng hiện nay đã ổn định. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời, điều đó cho thấy dân chúng đã cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh cúm. Các cơ quan y tế ở Bắc Kinh luôn chuẩn bị đầy đủ và cảnh giác cao độ kể từ khi bệnh xuất hiện ở Thượng Hải và các tỉnh phía đông Trung Quốc. Việc ca nhiễm cúm AH7N9 xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh đã làm cho nhiều người dân lo lắng. Sáng nay xem tin tức thấy Bắc Kinh đã có ca nhiễm cúm đầu tiên, cũng thấy lo nên tôi quyết phải đeo khẩu trang khi ra đường. Phải giữ nhà cửa thông thoáng, giữ vệ sinh cá nhân, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ. Không ăn thịt gà nữa mà sẽ đổi sang ăn thịt lợn và thịt bò. Giá cả có cao hơn cũng đáng lo đấy, nhưng bây giờ buộc phải thế. Hôm nay, thành phố Bắc Kinh đã nghiêm cấm việc buôn bán gia cầm sống dưới mọi hình thức, cấm thả chim bồ câu và tăng cường giám sát các loại gia cầm. Bên cạnh đó, thủ đô Bắc Kinh cũng đã triển khai hệ thống giám sát cảnh báo các bệnh truyền nhiễm đối với học sinh, các trường tiểu học và trung học. Việc phát hiện ca nhiễm H7N9 đầu tiên ở thủ đô Bắc Kinh đã khiến cho người dân hết sức lo lắng. Bởi hiện nay đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn. Buổi sáng thời tiết có thể rất lạnh, từ 1 đến 2 độ C, nhưng đến buổi trưa và buổi chiều, nhiệt độ ở đây có thể lên đến 24-25 độ C. Thêm vào đó là tình trạng ô nhiễm do khói bụi công nghiệp vẫn còn chưa được cải thiện nhiều. Do vậy, người dân rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Và như thế, công tác phòng chống dịch cúm AH7N9 ở thủ đô Bắc Kinh sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Việt nữ, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.